Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chống Covid-19, chống đánh xuôi kèn thổi ngược, kết cục rồi sẽ ra sao. Cho đến nay có thể nói rằng tình hình chống dịch Covid-19 tại Việt Nam có vẻ rối như canh hẹ. Và câu chuyện rắm rối này đã bắt đầu từ cái mốc 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 rồi sau đó là bầu cử. Sau cuộc bầu cử trên cả nước, tình hình đã trở nên xấu đi nghiêm trọng vì dịch tràn lan ở các thành phố lớn, chết chóc, thiếu thốn do cách ly, giãn cách và nhân dân bắt đầu kêu than. Nhà nước thì mạnh tay hơn khi đưa quân đội vào cuộc và phạt người dân hàng tỷ đồng vì vi phạm luật. Đây là hình ảnh số liệu của trang quốc tế cho thấy Việt Nam có số người nhiễm Covid-19 chỉ hơn 1/3 so với Thái Lan, nhưng số người chết vượt cao hơn hẳn Thái Lan và số ca hồi phục chỉ có 53%, trong khi Thái Lan có 85% bệnh nhân hồi phục. Đây là kết quả của sự yếu kém của ngành y tế Việt Nam vì sự đầu tư ngân sách cho ngành này quá thấp. Theo bản phân bổ ngân sách nhà nước của Quốc hội Việt Nam năm 2021, ngành y tế chỉ được chi có 9,7 nghìn tỷ đồng, ngành giáo dục được chi 28 nghìn tỷ đồng, còn ngành công an được chi tới gần 98 nghìn tỷ đồng. Bộ Quốc phòng được chi tới 146.000 tỷ đồng. Bộ Công an được chi gấp 10 lần Bộ Y tế. Hỏi như vậy thì dân làm sao mà không chết nhiều trong dịch. Như vậy là tiền thuế của dân chủ yếu để nuôi bộ máy ăn lương nhà nước và lực lượng bảo vệ Đảng Cộng sản để cai trị người dân. Còn vấn đề an sinh xã hội của nhân dân thì nhân dân tự lo, y tế, giáo dục, xây dựng là xã hội hóa hết, nghĩa là người dân tự bơi. Thành phố Hồ Chí Minh mới đây cũng được quân đội vào cuộc nhằm vào trợ giúp nhân dân đưa thực phẩm đến tận nhà. Thế nhưng, chưa đầy 3 ngày sau thì quân đội gần như im hơi lặng tiếng. Chính quyền buộc phải mở đường cho 25.000 ship tái hoạt động để cung cấp lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân vì quân đội không thể làm được điều này. Và cũng chỉ sau việc thắt chặt giãn cách, cách ly vài chục giờ đồng hồ thì lại phải thả cửa. Người dân đi lại đông nghẹt một đoạn đường rồi lại siết chặt. Cứ đọc mãi tin tức về dịch bệnh tại Việt Nam, theo mấy văn bản chỉ thị của chính quyền cũng đã rối đầu. Tin giả, tin thật tùm lum, chẳng biết đâu mà lần. Ngay tin trên các báo chính thống, gọi là báo nhà nước cũng luôn hôm nay giả, ngày mai thật, cuối cùng thật giả cũng không ai biết. Báo chí truyền thông của nhà nước Việt Nam đưa tin tức một chiều. Báo nào, đài nào cũng có một giọng giống nhau, những góc khuất được giấu kín. Toàn những tin đẹp mà ngẫm lại có nhiều thứ không thật. Như chuyện bom hàng đã mua hộ. Mấy ngày hôm nay báo đài nói nhiều về chuyện này nhưng chẳng thấy nêu một tên địa chỉ nào, một nhân vật cụ thể nào cả. Nhiều báo đăng có phường một ngày có 30 vụ, có báo lại bảo 100 vụ. Nhưng chẳng thấy mặt ai, chỉ có một ngày mấy tờ báo đăng hình ba cô gái và mấy chục cậu thiếu niên được cho là những kẻ bom hàng. Nhưng rồi bị phát hiện đó là những tấm hình cũ của một vụ ba cô gái lừa đảo tiền tỷ. Và một là của 42 nam nữ bay lắc trong quán karaoke ở Hà Nội, bất chấp dịch từ hôm 16 tháng 8 năm 2021. Như vậy là nhà cầm quyền đã dùng báo chí của nhà nước để lừa nhân dân. Đây là hình ảnh báo Việt Nam đã dùng 42 ảnh nam nữ bay lắc để gắn ghép cho là các đối tượng bom hàng bị bắt. Người đặt hàng có tên tuổi, địa chỉ rõ ràng, tổ dân phố, phường nắm rất rõ. Nếu có bom hàng hay lấy cái đó làm trò đùa thì tổ công tác biết ngay. Sao không nêu tên cụ thể mà chỉ nói bâng quơ như vậy? Thế báo chí truyền thông thổi phồng chuyện này với mục đích gì? Chứng cứ thì không, người phạm tội cũng không, vật chứng cũng chẳng thấy. Sao cứ thông tin như thế? Nếu chuyện đó là thật thì phải xử lý ngay để làm gương. Với chuyện này không phải là trò đùa mà đụng đến lòng tự trọng của người dân Sài Gòn. Những trò trẻ trâu đó nếu có không thể chấp nhận được. Và phải chăng đây là thứ ban tuyên giáo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dựng ra để bôi xấu người dân Sài Gòn? Mới đây, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho di chuyển hàng ngàn dân cách ly tập trung. Báo Người Lao Động đưa tin rằng tối nay, mùng 1 tháng 9, quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt đầu di rời khoảng 1.187 người dân trong ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đến khu ký túc xá của Đại học FPT, tức là khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, để cách ly tập trung. Ông Lê Hồng Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cho biết việc di rời dân đến vùng an toàn sẽ kéo dài đến hết ngày 3 tháng 9. Và rằng dù quận đã triển khai mọi biện pháp nhưng số lượng F0 vẫn gia tăng, người dân có tâm lý lo lắng và mong muốn được đến nơi an toàn.
cũng trong những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9, tại Thanh Hóa, một xã trong địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành phong tỏa tạm thời tới 278 hộ gia đình với 388 đối tượng F2 bằng cách khóa cổng, giao chìa khóa cho chủ tịch xã và trưởng thôn để phòng chống dịch COVID-19. Đây là một kích loạt rất cực đoan, không coi thường và coi thường tính mạng người dân. Theo nhà báo và công luận, chiều ngày 1 tháng 9, ông Trịnh Hữu Vui, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Thái, huyện Hoàng Hóa cho biết, từ ngày 31 tháng 8, xã này đã tiến hành khóa cổng đối với 278 hộ gia đình có đối tượng F2 để phòng chống dịch COVID-19. Đây là cách làm chỉ có ở Việt Nam mà thôi. Đây là hình ảnh người dân thành phố Hồ Chí Minh phải chui qua hàng rào kẽm gai để nhận thực phẩm. Về vấn đề có sự cố như thiên tai, cháy nổ có thể xảy ra, người dân khi thực hiện khóa cổng, ông Vui cho biết, chúng tôi đã tuyên truyền việc cháy nổ rồi, ở đây dân quê thì vườn tược rộng rã thoải mái hơn, chúng tôi chỉ khóa cổng chứ không khóa cửa nhà. Chỉ khóa cổng chứ không khóa cửa nghĩa là sao, giãn cách hay cách ly hay là nhốt tù đây? Rõ ràng ở đây chính quyền xã đã cho phép họ cái quyền khóa trái cửa, nhốt người dân trong chính căn nhà của họ. Đây là vấn đề tối kỵ trong quyền tự do của người dân. Và hàng trăm triệu người dân Việt Nam từ trước đến nay luôn luôn bị Đảng Cộng sản Việt Nam dùng những thủ đoạn bất nhân như vậy. Trên trang Facebook cá nhân, cựu tướng Nhâm Lương Tâm có bài bình luận mang tựa đề "Khi cặp bài chủng công an tuyên giáo cùng ra tay chống dịch". Ông chia sẻ, theo số liệu thống kê của tổ chức quốc tế, tính đến tối ngày 2 tháng 9 thì Việt Nam có khoảng 487.000 ca nhiễm và số ca tử vong là 12.138 ca. Đây là theo số liệu nhà nước Việt Nam, nhưng chưa chắc là số thật. Số thực có thể cao hơn gấp rất nhiều lần. Nhưng trong đó có hơn 258 ca nghìn ca đã hồi phục. Còn tại Thái Lan, số ca nhiễm tới hơn 1.200.000 ca và ca tử vong cũng xấp xỉ Việt Nam và số ca hồi phục của Thái Lan rất cao, hơn 1 triệu trường hợp. Trong khi đó Việt Nam thì ca tử vong cao hơn, hồi phục cực kỳ thấp. Và khi hỏi về nguyên nhân hệ số tử vong ở Việt Nam bỏ xa thế giới, thì nhiều chuyên gia đưa ra một nguyên nhân nghe mà rùng mình, đó là cách chống dịch cực đoan của đám ngạo nghễ Đảng Cộng sản tại Ba Đình đã gây ra y tế quá tải, thiếu oxy, không có sự can thiệp của y tế là nguyên nhân chính gây ra số ca tử vong cao đến ngất ngược như thế. Nghĩa là tại Việt Nam khi các bạn đã nhiễm virus corona thì khả năng chết rất lớn vì chính quyền không biết cách phòng chống và không giúp người dân vượt qua được bệnh tật. Sau một thời gian khống chế dịch bệnh bằng những nỗ lực ban đầu như ban hành lệnh giới nghiêm, vào ngày 1 tháng 9 vừa qua, Thái Lan đã chấp nhận sống chung với đại dịch. Đây là hình ảnh người vô gia cư ở thành phố Hồ Chí Minh vừa được nhận cơm từ thiện, họ không còn có nguồn thực phẩm nào khác trong cơn đại dịch này cả. Và khả năng chết đói là rất lớn. Ở Thái Lan, cách chống dịch của họ theo phương pháp khoa học rất bài bản. Họ không tập trung F0 tại một nơi gọi là khu cách ly như tại Việt Nam. Họ càng không tập trung F1 để tìm F0 mà bóc tách. Vì thế đã giảm tải gánh nặng cho y tế. Khi ai nặng thì chuyển vào viện do hỗ trợ thuốc men tại nhà. Cùng với chính phủ tung ra các gói hỗ trợ hàng tỷ đô cho mọi người dân, từ khách sạn tới nhà máy tới nông dân. Vì thế ca tử vong rất ít so với các ca nhiễm. Và khi nhiễm họ hồi phục rất nhanh chóng. Trái ngược hoàn toàn với Thái Lan thì Việt Nam cố gắng tập trung F0, F1 vào một nơi. Từ không có bệnh thành có bệnh, bệnh nhẹ do thiếu y tế can thiệp, thiếu thuốc men, thiếu đề kháng nên bệnh đã trở nặng và tử vong ngay tại nơi cách ly là như vậy. Và chúng ta đã chứng kiến cảnh rất nhiều người phụ nữ mang thai cũng bị chết vì đi vào những khu cách ly như thế. Chưa kể chính phủ Việt Nam đã tung các gói hỗ trợ chỉ làm màu làm mè trên truyền hình và trên báo chí. Và thực tế người dân nhận gói hỗ trợ đó là đa số qua TV mà thôi. Cùng với ngày Thái Lan chấp nhận sống chung với đại dịch, thì ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tụ tập một nhóm gọi là nhà khoa học lại để lấy ý kiến chống dịch. Không biết các nhà khoa học chuyên gia nói gì, ông Thủ tướng có tiếp thu được gì hay không? Ông ta chỉ thấy mỗi ông chuyên gia ấy được ông Phạm Minh Chính tặng cho mỗi người một cái hũ nhìn giống như những hũ trò cốt vậy. Không biết họ làm gì. Và tại sao ông Phạm Minh Chính lại làm điều ngớ ngẩn đến thế? Sự thất bại của chính phủ Việt Nam trong việc chống dịch đã gây cho Việt Nam bung và toang. Đó là hậu quả của sự coi thường tri thức của người dân. Một hệ thống chính trị luôn dùng công an và tuyên giáo để thay cho những người có chuyên môn và nhà khoa học để thi hành sứ mệnh chống dịch. Và từ đầu dịch tới bây giờ, nhà cầm quyền một mặt dùng tuyên giáo để lưu loa là nhà nước có sự quan tâm,
Còn những ý kiến trái chiều họ cho là chống phá và mặt khác đã dùng công an đe dọa những tiếng nói phản biện cả trên mạng lẫn đường phố. Và rất nhiều những blogger, những người viết Facebook đã bị bắt bỏ tù vì họ đã dám chia sẻ những thông tin sự thật trong các phương tiện truyền thông xã hội. Đây là hình ảnh thông tin từ Trang Luật Việt Nam dẫn chiếu nghị quyết của Quốc hội cho thấy chi tiêu dành cho Bộ Công an là 96.000 tỷ đồng, khi đó chi tiêu cho y tế chỉ có 9,1 ngàn tỷ đồng. Như vậy, ngành y tế được chi ít hơn tới 10 lần so với chi cho ngành công an. Và đây rõ ràng là Đảng đã dồn dân vào chỗ chết khi không chăm sóc sức khỏe cho người dân, mà chỉ chăm sóc cho bộ máy đàn áp của mình. Và một sự việc mới đây mà Tuyên giáo phải ngậm ngùi làm cho cư dân mạng một trận cười hả hê, đó là vào hôm 18 tháng 8 trên chương trình đối diện chống virus tin độc lúc 20 giờ 10 phút ngày 18 tháng 8 VTV1. VTV nói rằng có ý kiến sống chung với dịch là một âm mưu thủ đoạn tàn nhẫn của thế lực thù địch, vân vân. Nhưng 10 ngày sau đó, chính miệng ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã lên đăng đàn kêu gọi người dân nên sống chung với dịch. Và những ngày qua ta thấy nhà cầm quyền đã luôn sử dụng công an, họ đem cả súng ống, súng AK ra đường để dọa dân và trấn áp người dân. Mặc dù bệnh nhân kêu ca tìm y tế đêm đến sáng hôm sau mà không thấy đâu nên họ đã phải tử vong. Nhưng dân ra đường thì công an và súng ống chĩa vào đầu bất cứ chỗ nào cũng không thiếu, y tế thì thiếu, chứ công an thì rất nhiều. Được biết, vào năm ngoái, Quốc hội Việt Nam đã ra nghị quyết rót vốn cho đài truyền hình VTV hàng trăm tỷ đồng và rót cho công an số tiền là 98.000 tỷ đồng, nhưng chi cho y tế chỉ bằng 1/10 người dân, vì vậy chết thêm nhiều hơn. Một quốc gia mà xem công an hơn y tế thì đó là quốc gia gì, nếu không gọi là công an trị? Sức khỏe của công dân sẽ là thước đo năng lực của thể chế chính trị. Y tế yếu kém do nền chính trị độc tài yếu kém, thích súng ống hơn là sức khỏe cho người dân. Những ngày này trên quê hương Việt Nam ta thấy cặp đôi Tuyên giáo và công an đã làm việc gần như cật lực. Họ như cặp bài trùng để đóng vai trò chủ chốt trong công tác chống dịch chứ không phải là y tế. Họ xem ý kiến của chuyên gia và các nhà khoa học có chuyên môn dịch tễ như là kẻ thù để sau đó chính họ phải cúi đầu lăn bỏ trên các ý kiến mà họ đã từng chỉ mặt đặt tên là tin độc hại ấy. Đất nước mà dương họng súng và dùng Tuyên giáo như là một giải pháp để chống dịch ngạo nghễ thì dịch bệnh làm sao mà giảm được. Con số tử vong như vậy sẽ tăng lên hàng ngày. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 9 năm 2021 với bản tin chống Covid-19, chống đánh xuôi kèn thổi ngược, kết cục rồi sẽ ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.